Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ về 5 tuổi xây nhà làm nhà năm 2024 cực tốt, cực đẹp. Làm nhà hay là xây nhà, đây là một trong những cái chuyện đại sự quan trọng của đời người, bởi vì có an cư mới lạc nghiệp và chúng ta rất là coi trọng cái việc xem tuổi, chọn tuổi để xây sửa làm nhà. Và cái việc chúng ta chọn tuổi ở đây, thường mọi người sẽ chọn tuổi theo người đàn ông trụ cột trong gia đình. Và nếu mà gia đình chúng ta không có người đàn ông làm chủ ấy, có thể là phụ nữ, thì các bạn chúng ta vẫn nên là việc chúng ta mượn tuổi của người đàn ông đẹp tuổi khác để chúng ta làm cái công việc đại sự của mình là xây nhà hay là làm nhà. Năm 2024 tới đây thì nó sẽ là năm con rồng Giáp Thìn với cái mệnh ngũ hành là hỏa phố đăng hỏa. Cái năm này sẽ hợp với những tác hợp với tuổi thân này, tuổi tý, bởi vì thân tý thìn là bộ ba con giáp tam hợp này, hợp với tuổi dậu này và khác với tuổi tuất. Chúng ta chọn tuổi người ở đây thì chúng ta sẽ xem cái tuổi của gia chủ đấy, rồi chúng ta so sánh với cái mệnh, nói chung là ngũ hành của cái năm 2024 nữa nhé. Và chúng ta lưu ý thêm là chúng ta chọn cái tuổi, là cái tuổi của người đấy nên là trong cái khoảng 30 cho đến 60 tuổi, đây là cái độ tuổi đẹp nhất của một đời người này, ở dưới 60 tuổi. Và năm nay là 2024 thì chúng ta sẽ chọn những cái tuổi mà dưới, sinh năm dưới 1965 nhé, tức là dưới 60 tuổi. Không, và cái tuổi đây thì nó không được phạm vào ba cái hạn, đó chính là hạn kim lâu này, hạn tam tai này, hạn hoang ốc. Và cụ thể như sau, cái hạn kim lâu ấy, kim lâu thì người ta sẽ tính bằng cái cách là thường là lấy cái số tuổi âm lịch và chúng ta chia cho số 9. Nếu mà nó dư số 1 này, 3 này, 6 này, 8 thì tức là phạm phải kim lâu và chúng ta không nên xây nhà vào năm 2024. Còn ngoài cái số 1368 thì là ok. Và đa phần về xây nhà vào tuổi kim lâu ấy, sẽ là không nên và người ta rất là tránh, bởi vì có thể gây ra những cái tai hại nhất định cho gia đình, nhẹ thì tán hao tài sản này, nặng thì có thể mất mạng, ly tán. Và năm 2024 này ấy, sẽ có những cái tuổi như sau phạm phải kim lâu, đó là 1968 này, 1970 này, 1972 này, 1974, 1977, 1979, 1981, 1983, 1986, 1988, 1990, 1992, 1995, 1997, 1999, 2001. Đó là mình đã tổng hợp qua ra một số những cái năm sinh mà phạm phải kim lâu trong năm 2024 này. Còn những năm sinh nào không thuộc như mình vừa đọc ấy thì là nó sẽ không phạm kim lâu thì là ok. Tiếp đến ấy, chúng ta phải xét sang cái hạn là hạn hoang ốc, hay là có nhiều người gọi là hoàng ốc. Thì nói hoang ở đây nói chung là cái hạn mà tránh. Nếu rơi vào cái cung xấu hoang ốc thì chúng ta cần phải tránh trong việc là đại sự, đó chính là việc làm nhà, xây nhà. Làm nhà cần tránh cái năm tuổi hoang ốc, bởi vì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe này, mối quan hệ gia đình này, rồi những cái công việc làm ăn khác. Cụ thể tránh phạm phải cái cung xấu đó chính là hoang ốc tam địa sát này, ngũ thọ tử này, hoặc là lục hoang ốc này. Và chúng ta tránh làm nhà ở những cái tuổi sau. Theo một số tính toán ấy, thì có những cái tuổi nhất định nó phạm phải hoang ốc thì các bạn chúng ta xét sang với cái tuổi năm sinh của mình là cái năm sinh nào ấy, và rơi vào cái tuổi này thì chính là cái phạm phải ở cái hạn hoang ốc trong cái năm này nhé. Đó là cái tuổi 21 này, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47 này, 48, 50, 51, 54, 56, 57 và 60. Đó là những cái tuổi mà phạm phải hoang ốc. Chúng ta sẽ xét ngang sang với cái năm sinh của cái người đấy để chúng ta biết là có phạm phải hay là không nhé. Và tuổi đây là tính theo tuổi âm lịch rồi.
Và cái hạn tiếp theo đó chính là hạn thuộc về hạn tam tai. Tam tai tức là bộ ba con giáp tam hợp sẽ gặp phải cái hạn này trong 3 năm liên tiếp. Năm nay là năm 2024 giáp thìn, tức là năm thìn ấy, nó sẽ là cái năm thứ ba của hạn tam tai của bộ ba con giáp là tí, thìn, thân. Ba con giáp tí, thìn, thân sẽ gặp phải cái hạn tam tai vào ba cái năm liên tiếp nhau, đó là năm dần này, mão này, thìn. Và năm nay là 2024 thì tức là năm thìn, thì tức là những cái người mà thuộc vào tuổi tí này, tuổi thìn này, tuổi thân sẽ phạm phải cái hạn tam tai trong cái năm 2024 tuổi thìn này. Ví dụ như là những năm sinh 1972 này, 1984 này, 1996 này, 2008 này, hoặc là 1980 này, 1992 này, 1976, 1988 và 2000 đó. Dựa vào những cái phân tích mà mình vừa chia sẻ thì mình đã tổng hợp được 5 cái tuổi cực đẹp, cực tốt để các bạn chúng ta có thể làm nhà, xây nhà trong năm 2024. Đó là những cái tuổi sau. Những cái tuổi này thì không phạm phải những cái hạn như mình vừa chia sẻ này. Tuổi dưới 60 này rất là ok nhé. Thứ tiếp đó chính là cái tuổi như sau. Một là Quý Sửu 1973 này, 2 tuổi 1982 Nhâm Tuất, 3 1985 Ất Sửu, 4 1991 Tân Mùi, 5 1994 Giáp Tuất. Ngoài 5 cái tuổi như mình vừa chia sẻ thì cái tuổi 1966 này, 1967 này, 2003 nó cũng là cái tuổi được cho là đẹp để xây nhà trong cái năm 2024 giáp thìn này nhé. Vậy là mình đã chia sẻ xong rồi. Nếu các bạn chúng ta có bất cứ thắc mắc nào có thể để lại ở phần bình luận phía bên dưới nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn lại mọi người.